Chào anh em, Tài đang review cho các bạn cái ly tâm của Hyundai HD78 anh em nhé. Con này thì động cơ, nó là dòng máy cơ không phải máy điện. Đấy con này anh em này, con này thì là 4 tai đây rồi. Thì khi anh em tháo ra thì anh em đo cho mình cái trục này các bạn này, cái trục trong này này, xem nó là phi bao nhiêu, 16.5 hay là bao nhiêu đấy, thì nó mới chuẩn. Con này nó có mấy đời cơ, nó lằng nhằng lắm anh em ạ. Đấy thì ra đây quay cho bạn ly tâm này, hàng xịn 100% chính hãng nhé. Con này thì nó sẽ có chữ Kia này, Hyundai này, GMB này. Còn nếu anh em mua hàng mà nó chữ GMB không thì không phải hãng của nó sẽ có 3 này. Có nghĩa Kia với Hyundai thì nó là một, nó đặt thằng GMB làm theo tiêu chuẩn của nó anh em nhé. Xịn 100% chính hãng luôn. Đây, các bạn này. Đây 3 lỗ, 2, 3. Tôi chở cái nước khí thải cho anh mà. Lỗ 16.5. Ok anh em nhé, anh em qua ủng hộ mình, cảm ơn anh em rất nhiều.